Theo báo VOV đưa tin, quân đội Israel chính thức xác nhận và công bố danh tính 5 quân nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất với lực lượng Hezbollah ở phía nam Lebanon. Theo thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF, 5 binh sĩ thiệt mạng thuộc đơn vị trinh sát của lữ đoàn Golani đang tham gia chiến dịch tấn công bộ binh hạn chế ở phía nam Lebanon. Trong số các quân nhân thiệt mạng có sĩ quan giữ chức đại đội trưởng, một trung đội trưởng và một tiểu đội trưởng. Ngoài 5 binh sĩ tử vong, nhiều quân nhân khác bị thương, trong đó có 3 trường hợp nghiêm trọng. Tuy nhiên, IDF không công bố thông tin chi tiết về các hoạt động giao tranh dẫn đến số thương vong trên. Trong khi đó, một số nguồn tin khu vực cho biết, nhiều khả năng các binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công phục kích của Hezbollah ở làng Lapone, giáp biên giới Israel. Trước đó, trong một tuyên bố chưa qua, Hezbollah khẳng định đã bắn tên lửa dẫn đường trúng hai xe tăng Merkava của quân đội Israel tại làng Labone và cuộc tấn công khiến nhiều binh sĩ Israel bị chết và bị thương. Quân đội Israel phát động các cuộc tấn công trên bộ vào Nam Lebanon vào đêm ngày 30 tháng 9 sau khi tiến hành chiến dịch không kích quy mô lớn kéo dài đúng một tuần, đánh phá hàng trăm mục tiêu Hebola ở cả phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon. Một số nguồn tin Libanon và khu vực cho biết các cuộc tấn công của Israel vào Libanon trong hơn nửa tháng qua đã khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường, hàng nghìn người khác bị thương. Ngoài ra, khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và đang đối mặt với điều kiện sống cực kỳ tồi tệ. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế kêu gọi Israel lập tức chấm dứt các cuộc tấn công vào Libanon để tránh nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ mới tại quốc gia Trung Đông. Theo báo tuyên Phong đưa tin, lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ chuyển sang giai đoạn chiến tranh mới với Israel, còn Iran khẳng định tinh thần kháng chiến sẽ mạnh lên sau khi nhà lãnh đạo Hamas Yahya Sinwa thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Ông Sinwa là đạo diễn vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào miền nam Israel châm ngòi cho cuộc xung đột ở giải Gaza. Ông thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào vùng đất của người Palestine vào ngày 16 tháng 10. Cái chết của nhân vật này được đánh giá là sự kiện mang tính bước ngoặt đối với cuộc xung đột kéo dài suốt một năm qua. Các lãnh đạo phương Tây nói rằng cái chết của ông Sinwa tạo cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột, nhưng Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến sẽ tiếp tục cho đến khi nào các con tin bị Hamas bắt giữ trở về nhà. Ông Sinwa trở thành lãnh đạo chung của Hamas sau vụ ám sát lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh tại Tehran hồi tháng 7. Ông thiệt mạng trong trận đấu súng ở miền nam giải Gaza với binh lính Israel. Nhóm lính Israel ban đầu không biết họ đã hạ được kẻ thù số một của Israel. Giới chức Israel cho biết quân đội Israel đã công bố đoạn video do máy bay không người lái ghi lại cho thấy ông Sinwa đang ngồi trên chiếc ghế và người phủ đầy bụi khi xung quanh là đống đổ nát. Hamas chưa đưa ra phát biểu nào nhưng các nguồn tin từ lực lượng này cho biết nhiều dấu hiệu cho thấy ông Sinwa đã bị binh lính Israel giết hại. Dù phương Tây hy vọng có thời gian xếp thỏa thuận ngừng bắn, tuy nhiên cái chết của ông Sinwa có thể càng làm gia tăng sự thù địch ở Trung Đông với nguy cơ chiến tranh lan rộng ngày càng cao. Israel triển khai chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon trong tháng qua và đang chuẩn bị đáp trả Iran vụ bắn hàng trăm tên lửa đạn đạo hôm 1 tháng 10. Tuy nhiên cái chết của người đạo diễn vụ tấn công vào Israel cũng có thể giúp thúc đẩy những nỗ lực bị đình trệ nhằm chấm dứt cuộc xung đột mà Israel đã giết chết hơn 42.000 người Palestine sau khi có cuộc điện đàm với thủ tướng netanyahu để chúc mừng tổng thống mỹ joe biden phát biểu rằng cái chết của ông sinwa tạo cơ hội để cuộc xung đột ở giải gaza kết thúc và đưa các con tin israel trở về nhà người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ matthew miller cho biết mỹ muốn khởi động đàm phán về đề xuất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn và trao trả con tin đồng thời gọi ông sinwa là rào cản chính đối với nỗ lực chấm dứt xung đột Ông Miller nói rõ ràng giao cản đó đã được gỡ bỏ, không thể dự đoán rằng điều đó có nghĩa là người thay thế sẽ đồng ý ngừng bắn. Nhưng sự kiện này đã gỡ bỏ rào cản chính trong những tháng gần đây để đạt được lệnh ngừng bắn. Ông Miller cho biết trong những tuần gần đây, ông Sinwa đã từ chối đàm phán. Iran không thể hiện dấu hiệu nào cho thấy việc ông Sinwa thiệt mạng sẽ làm thay đổi quan điểm của họ. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định tinh thần kháng chiến sẽ được củng cố sau cái chết của ông Sinwa. Hezbollah tuyên bố chuyển sang giai đoạn mới và leo thang trong cuộc đối đầu với Israel. Ngày 17 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken điện đàm với các nhà lãnh đạo ở Ả Rập Xê Út và Qatar để bàn về tình hình Trung Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Theo báo Vietnamnet đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel IDF vào ngày 17 tháng 10 cho biết các binh sĩ của họ đã vô hiệu hóa một tiểu đoàn trưởng của nhóm vũ trang Hezbollah tại miền nam Lebanon. Thời báo Israel dẫn thông cáo từ IDF viết rằng danh tính tiểu đoàn trưởng của Hezbollah bị họ tiêu diệt lần này là Hussein Mohammed Auda, một nhân vật chịu trách nhiệm cho các cuộc tập kích tên lửa từ quận Bin Zibayin, thuộc tỉnh Nabatieh, Lebanon nhằm vào các khu vực của Israel. Thông cáo của IDF trên mạng xã hội X viết: Các tiêm kích của không quân Israel với sự hỗ trợ của lữ đoàn pháo binh số 7338 đã tấn công và tiêu diệt Hussein Mohammed Auda, chỉ huy tiểu đoàn hebola tại khu vực Bin Zibin. IDF sau đó đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích thực hiện vụ ném bom nhằm vào nơi được cho là vị trí ẩn náu của nhân vật hebola Auda truyền thông Syria cáo buộc không quân Israel vào dạng sáng ngày 17 tháng 10 đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào thành phố cảng Latakia của nước này. Cụ thể, hãng thông tấn Sana cho biết vụ không kích nhằm vào Latakia xảy ra vào lúc 2 giờ 50 phút sáng ngày 17 tháng 10 theo giờ Syria và đã đánh trúng lối vào hướng đông nam thành phố này. Dù hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều mục tiêu thù địch trên bầu trời Latakia, nhưng một số tài sản cá nhân trong khu vực vẫn bị hư hại. Cho tới nay, không quân Israel chưa đưa ra phản hồi về những cáo buộc được truyền thông Syria công bố. Tin tức từ báo VTV Online cho hay, một cuộc không kích của Israel đã phá hủy tòa nhà trụ sở chính quyền ở thành phố Nabatieh, miền nam Lebanon, khiến 16 người tử vong. Thị trường thành phố Nabatieh, thuộc phủ tỉnh Nabatieh của Lebanon, nằm trong số 16 người thiệt mạng trong vụ không kích trên. Vụ không kích của Israel cũng khiến hơn 50 người bị thương. Đây được coi là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào trụ sở chính quyền của Lebanon kể từ khi Israel bắt đầu triển khai chiến dịch không kích ở nước này. Giới chức Beirut đã lên án vụ việc, nói rằng đây là bằng chứng cho thấy chiến dịch của Israel chống lại nhóm vũ trang Hezbollah hiện đang chuyển sang nhắm vào nhà nước Lebanon. Israel cố ý nhắm vào một cuộc họp của hội đồng thành phố, đang thảo luận về tình hình dịch vụ và cứu trợ tại địa phương nhằm hỗ trợ những người phải di rời do chiến dịch tấn công của Israel, Thủ tướng Libanon tạm quyền Najib Mikati cho biết. Trước đó cùng ngày quân đội Israel đã tuyên bố tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở tỉnh Nabatie. Israel cũng tấn công vào thành phố cảng Latakia của Syria, bên bờ địa Trung Hải vào sáng sớm ngày 17 tháng 10 theo giờ địa phương. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana đưa tin Sana cho biết thêm, lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt các đám cháy bùng phát, trong khi đài truyền hình nhà nước Syria thông tin rằng lực lượng phòng không của nước này đã đối đầu với hỏa lực của Israel trên không phận thành phố Latakia. Israel đã phát động chiến dịch tấn công trên bộ và trên không tại Lebanon nhằm triệt phá lực lượng Hezbollah sau một năm nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn này nổ súng qua biên giới với Israel. Hezbollah tuyên bố hoạt động này nhằm ủng hộ lực lượng Hamas của Palestine ở Gaza. Trong những tuần gần đây, Israel đã ám sát các lãnh đạo cấp cao của Hezbollah và tiến vào các vụ tấn công của những địa phương biên giới phía nam Lebanon. Lực lượng của Ten Aviv tuyên bố rằng mục đích của họ là đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn người Israel đã phải sơ tán dưới hỏa lực của Hezbollah trở về nhà ở miền Bắc Israel. Israel lần đầu tiên ban hành thông báo sơ tán cho Nabatieh, thành phố với hàng chục nghìn dân, vào ngày 3 tháng 10. Vào thời điểm đó, thị trưởng thành phố Ahmed Kahin nói với Reuters rằng ông sẽ không rời đi. Israel cho biết hôm 16 tháng 10 rằng lực lượng của Ten Aviv đã tấn công hàng chục cơ sở của Hezbollah ở khu vực Nabatye và hải quân nước này cũng tấn công nhiều mục tiêu ở miền nam Lebanon. Theo VOV đưa tin, trong những thập kỷ gần đây, Israel đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran, đồng thời phát triển các loại đạn dược chuyên dụng cho mục đích này. Thông tin này chỉ được tiết lộ sau khi Israel bán vũ khí cho các lực lượng không quân nước ngoài. Vào tháng 9 vừa qua, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công vào Yemen triển khai máy bay chiến đấu F-15 từ một căn cứ cách xa 1.800 km, thể hiện kỹ năng ứng phó linh hoạt của nước này tuy vậy giới phân tích cho rằng một cuộc tấn công vào iran sẽ đối mặt với thách thức phức tạp hơn nhiều mặc dù với khoảng cách tương tự các cơ sở hạt nhân và căn cứ tên lửa đạn đạo của iran được xây dựng sâu dưới lòng đất trái ngược với những mục tiêu dễ tấn công hơn như các cơ sở dầu mỏ ngoài ra iran vận hành một hệ thống phòng không tiên tiến chủ yếu do nước này phát triển các hệ thống đó vẫn chưa được thử nghiệm, nhưng Iran tuyên bố khả năng của chúng ngang bằng với các hệ thống phòng không của Nga như S-300 có thể đánh chặn tên lửa do Israel phóng. Iran cũng duy trì hoạt động của một phi đội chiến đấu cơ nhỏ, trong đó có tiêm kích MiG-29 của Nga và chiến đấu cơ F-14 cũ của Mỹ, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Trước những thách thức trên, lực lượng phòng thủ Israel đã dành 20 năm để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran, đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ. Khoản đầu tư này chủ yếu được sử dụng để phát triển các loại đạn dược chuyên dụng, trong đó phải kể đến loại đạn dược mà Mỹ từ chối bán cho Israel cũng như các loại đạn dược cải tiến mà Washington không có. Những cuộc tấn công ở phạm vi khoảng 2.000 km thường được các lực lượng Mỹ và Nga thực hiện bằng tên lửa hành trình và máy bay ném bom. Israel đã phân bổ một phần đáng kể viện trợ của Mỹ để mua máy bay chiến đấu như F-15i, F-16i Sufa. Lockheed Martin đã phát triển các thùng nhiên liệu phù hợp dành riêng cho các máy bay chiến đấu này tăng cường tầm bay của chúng mà không gây ảnh hưởng lớn đến khí động học hoặc tín hiệu radar. Một số báo cáo cho biết Israel cũng phát triển các thùng nhiên liệu có thể tháo rời cho tiêm kích F-35 cho phép chúng bay đến Iran trong khi vẫn duy trì khả năng tàng hình. Nếu không có những thùng nhiên liệu này, tầm bay của chúng sẽ không đủ. Vào cuối những năm 2000, ngành công nghiệp quốc phòng của Israel đã cho ra mắt hai tên lửa tấn công tầm xa được phóng từ máy bay chiến đấu. Mặc dù phạm vi tấn công chính xác của chúng chưa được tiết lộ, nhưng một số nguồn tin cho biết chúng có tầm bắn hàng trăm km, có khả năng tấn công từ bên ngoài phạm vi phòng thủ của Iran. Những tên lửa này di chuyển với tốc độ siêu thanh, giảm thời gian cảnh báo của đối phương và làm phức tạp hơn các nỗ lực đánh chặn, tăng cơ hội nhắm trúng mục tiêu. Tên lửa Ramjet được phát triển thông qua sự hợp tác giữa tập đoàn Israel Aerospace Industries gọi tắt là IAI và tập đoàn Enbit Systems dựa trên mẫu tên lửa extra của Enbit. Ban đầu Ramjet được thiết kế để phóng từ mặt đất, nhưng sau đó các nhà phát triển đã điều chỉnh để triển khai trên không, tăng tầm bắn và tốc độ khi phóng từ máy bay chiến đấu. Ramjet có nhiều hệ thống dẫn đường, cung cấp khả năng dự phòng để nhắm mục tiêu chính xác. Với chiều dài 4,7 m, đường kính 30,6 cm, trọng lượng 570 kg, Ramjet mang đầu đạn 150 kg giúp nó phát huy hiệu quả khi tấn công trung tâm chỉ huy và nhiều mục tiêu quan trọng khác. Rampage có thể được phóng từ máy bay F15, F16 và F35 của Israel, tên lửa có giá thành tương đối phải chăng, khoảng vài trăm nghìn đô la Mỹ cho mỗi hệ thống. Tên lửa Rops được công ty công nghệ quốc phòng Rafael công bố vào năm 2019, kết hợp khả năng bay siêu thanh với thiết bị định vị vệ tinh và dẫn đường bằng quán tính, cũng như hệ thống nhắm mục tiêu quang học. Tên lửa này được phát triển trên phiên bản tên lửa ANCHO của Rafael có phần giống với tên lửa Shahat của Iran về tốc độ và khả năng cơ động. Tên lửa ROPS có thể được phóng từ máy bay chiến đấu F-16 và F-35. Nhiều báo cáo cho biết có thể mang đầu đạn 500 kg giúp nó phá hủy các công trình kiên cố hoặc công trình ngầm. Các nguồn tin nước ngoài cho biết Israel có hệ thống tên lửa đất đối đất được trang bị cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân được gọi là tên lửa Jericho. Mặc dù Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo về phía Israel, khả năng Israel sử dụng những tên lửa này đối phó cuộc tấn công của Tehran có vẻ thấp. Những tên lửa này ban đầu do công ty đa sau của Pháp phát triển, sau đó được IAI nâng cấp. Ngoài phát triển tên lửa, Israel phát triển bom phá bong kè có tên gọi là 500 MPR, có khả năng xuyên thủng các lớp bê tông dày 4 m Những quả bom này từng được thử nghiệm trên máy bay chiến đấu F-15I, chúng có tầm bắn ngắn chỉ vài chục km. Tên lửa hành trình Pop-I-Tubo một vũ khí khác rất lợi hại của Israel là tên lửa hành trình Popeye Turbo do Rafael phát triển với tầm bắn 1.500 km. Nó được thiết kế để phóng từ tàu ngầm của hải quân Israel có khả năng mang cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn này cho phép tàu ngầm Israel tấn công Iran từ Biển Đỏ hoặc Biển Ả Rập mà không cần phải vào Vịnh Ba Tư việc xuất khẩu các loại vũ khí tiên tiến trên cho các khách hàng nước ngoài đáng tin cậy cho phép các công ty Israel tái đầu tư vào phát triển tên lửa và bom, giúp giảm chi phí cho Bộ Quốc phòng Israel. Ngoài ra, không quân Israel được cho là đang cất trữ những vũ khí bí mật khác và chỉ thời điểm thích hợp để triển khai. Trong một phát biểu trên truyền hình Al-Manat TV vào ngày 15 tháng 10, Phó Thủ lĩnh Hezbollah, ông Seid Naim Qasem cho rằng vĩ Israel đã tấn công toàn bộ Liban, Libanon cho nên phong trào vũ trang này có quyền từ vị trí phòng thủ của mình tấn công bất kỳ địa điểm nào ở Israel. Theo ông Qasem, từ ngày 17 tháng 9, thời điểm xảy ra các vụ nổ thiết bị liên lạc ở Liban, cho đến nay, Hezbollah không còn ở trong giai đoạn hỗ trợ Hamas nữa, mà đang ở trong một giai đoạn mới. Đó là giai đoạn đối đầu với sự xâm lược của Israel và cuộc chiến của Israel chống lại Liban. Trong giai đoạn mới này, ông xem tuyên bố rằng Hezbollah sẽ tập trung vào việc tấn công quân đội Israel và các trung tâm cũng như là doanh trại của họ. Cùng với tuyên bố của ông Qasem, vào chiều ngày 15 tháng 10, các thành viên Hezbollah đã tấn công thành phố Safit của Israel bằng một loạt tên lửa. Sau đó, vào ngày 16 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết khoảng 50 quả đốc kết được bắn từ Liban trong đợt tấn công đêm qua nhắm vào thành phố Safit của Israel, chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại trong cuộc tấn công. Tuyên bố của IDF có đoạn một số đốc kết đã bị chặn lại và những quả đạn rơi xuống được xác định trong khu vực này. Hebola cũng xác nhận một cuộc tấn công thứ hai vào Maba Anzaora ở cao nguyên Kolan. Cũng trong ngày này, ngày 15 tháng 10, theo báo cáo của giới chức y tế Liban, quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch ném bom tại Liban, giết chết ít nhất 22 người trong một cuộc không kích ở phía Bắc nhằm vào một ngôi nhà nơi những người sơ tán đang tìm nơi trú ẩn khỏi các cuộc không kích của Israel ở phía Nam. Các nguồn tin quân sự Liban tiết lộ rằng máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã thực hiện tổng cộng 17 cuộc không kích vào các thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban và 11 cuộc không kích vào miền Đông Liban vào chiều ngày 15 tháng 10. Israel cho biết chiến dịch tại Liban nhằm đảm bảo sự trở về của hàng chục ngàn cư dân phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc nước này do các cuộc tấn công của Hezbollah. Theo chính phủ Liban, các cuộc không kích của Israel đã giết chết 2.309 người trong năm qua và khiến hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Phần lớn số người thiệt mạng là từ cuối tháng 9 khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự, con số này không phân biệt giữa thường dân và binh lính. Khoảng 50 người Israel, cả binh lính và dân thường đã thiệt mạng theo báo cáo từ phía Israel. Reuters đưa tin trong tuyên bố ngày 15 tháng 10 Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lưu ý rằng nước này sẽ lắng nghe Mỹ, tuy nhiên vẫn tự đưa ra các quyết định riêng dựa trên lợi ích quốc gia. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tuyên bố Washington sẽ không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trước đó, tờ Washington Post trích dẫn tuyên bố cho biết Thủ tướng Netanyahu nói với chính quyền Tổng thống Joe Biden rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu quân sự, không phải cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran. Thị trường dầu mỏ thế giới hiện đang lo ngại về viễn cảnh Israel tấn công các mỏ dầu của Iran. Các quốc gia vùng vịnh đã vận động Washington ngăn chặn Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran vì họ lo ngại các cơ sở dầu mỏ của họ có thể bị lực lượng ủy nhiệm của Tehran tấn công nếu xung đột leo thang. Sau vụ tấn công tên lửa ồ ạt của Iran ngày 1 tháng 10, Israel nhiều lần tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ, đồng thời tăng cường tấn công vào Liban nhằm cô lập thêm Tehran về mặt quân sự. Một số tờ báo cho rằng ngày Yom Kippur hay lễ đền tội 11-12 tháng 10 có thể là dịp mà Israel sẽ tranh thủ ra tay. Song dường như các tướng lĩnh quân đội Israel đã quyết định chờ đến một thời điểm nào đó thuận lợi hơn. Hãng tin CNN ngày 12 tháng 10 dẫn các nguồn tin thân cận cho hay Iran đang gấp gáp triển khai các hoạt động ngoại giao trong khu vực nhằm đối phó với khả năng bị Israel tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở hạt nhân và dầu khí. Theo báo Dân Chí đưa tin, Iran đã phát đi thông điệp nước này sẽ không trả đũa trong trường hợp Israel chỉ tấn công hạn chế để đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Tehran. Truyền thông Israel dẫn nguồn thạo tin giấu tên vào ngày 14 tháng 10 cho biết, thông qua trung gian, Iran đã gửi gắm đến Mỹ và Israel thông điệp rằng chu kỳ ăn miếng trả miếng hiện tại giữa Iran và Israel chấm dứt nếu Tel Aviv phản ứng hạn chế với cuộc tấn công tên lửa hồi đầu tháng của Tehran. Thông điệp trên được cho là đã được gửi qua các kênh ngoại giao bí mật liên quan đến các nước châu Âu đóng vai trò trung gian. Trước đó, Tehran cũng phát tín hiệu sẽ không trả đũa nếu Israel tấn công một số mục tiêu chiến lược quan trọng ngoại trừ cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân. Theo các nguồn tin thân cận với giới ngoại giao, phần thứ hai trong thông điệp của Iran đặc biệt đáng báo động – Iran phát tín hiệu nếu một cuộc tấn công nhắm vào các tài sản quan trọng của họ, chẳng hạn như các mỏ dầu hoặc cơ sở hạt nhân, Tehran sẽ trả đũa, có thể bao gồm một cuộc tấn công lớn và vượt qua làn danh đỏ, điều đó làm dấy lên mối lo ngại về khả năng leo thang xung đột trong khu vực. Mỹ và Israel hiện chưa phản hồi thông điệp của Iran. Đêm ngày 1 tháng 10, Iran bắn khoảng 200 tên lửa vào Israel để trả thù cho hàng loạt chỉ huy Hezbollah và Hamas thiệt mạng trong các cuộc không kích gần đây của Israel. Tehran khẳng định 90% tên lửa đã đánh trúng mục tiêu gây thiệt hại nặng nề cho các căn cứ quân sự của Israel. Trong khi đó, Israel cho biết thiệt hại trên mặt đất không đáng kể. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galant tuyên bố nước này sẽ thực hiện một cuộc tấn công đáp trả chết chóc, chính xác và bất ngờ nhằm vào Iran. Hiện chưa rõ Israel sẽ nhắm đến mục tiêu nào để trả đũa Iran hãng thông tấn NBC dẫn nguồn thạo tin cho hay Tel Aviv có thể đang tìm cách nhắm đến cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Iran. Giới chức Mỹ không phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc thực hiện các vụ ám sát ở Iran. Theo nguồn tin của Washington Post, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẵn sàng tấn công quân sự hơn là các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân Iran hành động trả đũa của israel sẽ được điều chỉnh để tránh bị cáo buộc can thiệp chính trị vào cuộc bầu cử ở mỹ hay nói cách khác ông netanyahu ý thức được quy mô cuộc tấn công của israel có khả năng chi phối cuộc đua tổng thống ở mỹ giới phân tích nhận định một cuộc tấn công của israel vào các cơ sở dầu mỏ iran có thể khiến giá năng lượng tăng vọt một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của nước này có thể xóa bỏ mọi danh giới đỏ còn lại trong cuộc đối đầu của israel với iran khiến xung đột leo thang hơn nữa và buộc mỹ can dự nhiều hơn